nhanh tay lựa chọn ngay combo 4 wrap cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào của thương hiệu nổi tiếng Hello Style. Sử dụng chất liệu cô tông nhung cao cấp, mềm mại, có độ hút ẩm tốt, sử dụng bên màu, hạn chế xù lông, không chứa formaldehyde, an toàn khi sử dụng. Và với thương hiệu Hello Style thì hôm nay quý vị sẽ có cơ hội sở hữu ngay trọn bộ 4 bộ wrap cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào, phong phú với 3 họa tiết khác nhau và nhiều màu sắc với bộ vườn mơ, mây hồng và cả cầu vồng nữa. Ngoài ra trong trọn bộ sẽ có thêm một bộ wrap với họa tiết ngẫu nhiên quý vị nha, phù hợp với mọi thiết kế không gian của gia đình mình. Cơ hội rất là ưu đãi để một lần sở hữu chúng ta có ngay đến 4 bộ wrap cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào, kiểu dáng tinh tế, màu sắc trang nhã, đường may chắc chắn nữa chứ. Hãy trang hoàng ngay không gian phòng ngủ của gia đình thêm ấm áp và nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình đặc biệt mua sắm với ngày thương hiệu vàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, với ngày thương hiệu vàng ngày hôm nay sẽ là những thương hiệu rất được ưa chuộng trên VTV Hyundai Home Shopping trong suốt thời gian vừa qua. Và một trong những thương hiệu đó chính là thương hiệu Hewon Style quý vị nha. Với những dòng sản phẩm nổi bật đó chính là những bộ wrap dù nó phụ miếng à. Và ngày hôm nay thì một lần nữa quay trở lại với ngày thương hiệu vàng, quý vị sẽ có một cơ hội mua sắm hấp dẫn cực kỳ luôn ạ. Một lần mua sắm có rất là nhiều những bộ wrap giường, mà chọn một bộ với 4 bộ wrap giường cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào của Hewon Style. Nghe cái tên là đã rất là dễ thương rồi Trinh à, giấc mơ ngọt ngào. Và bộ màu xanh quý vị đang nhìn thấy có tên gọi là vườn mơ quý vị nha, với những cái sắc hoa mang về trong không gian phòng ngủ của gia đình mình. Ngoài ra trong bộ sản phẩm của mình sẽ còn có thêm là đến 3 màu sắc khác nữa quý vị à. Chúng ta có thêm là một bộ cầu vồng nè, và thêm một bộ là mây hồng nữa, cũng rất là dễ thương cho gia đình của mình luôn quý vị nha. Mình có thể nhìn thấy ở đây là 3 bộ wrap này đều rất là tươi tắn rạng rỡ phải không ạ? Và thêm nữa là một bộ wrap màu sắc ngẫu nhiên chúng tôi sẽ giao đến cho quý vị các bạn. Như vậy chúng ta có tổng cộng đến 4 wrap luôn. Và tất nhiên á là vỏ gối nằm nè, vỏ gối ôm thì sẽ đi chung với wrap của mình. Đúng rồi. Mỗi bộ thì sẽ có là 2 vỏ gối nằm và một vỏ gối ôm quý vị và các bạn nha. Cơ hội rất là ưu đãi và ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta sở hữu với mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị và các bạn nha. Thay vì chúng ta phải sở hữu với giá chính hãng của Hewon Style đó là 999.000 đồng cho tổng cộng là 4 bộ wrap quý vị nha. Nhưng mà trong chương trình ngày thương hiệu vàng này chúng ta chỉ sở hữu với mức giá đó là 599.000 đồng mà thôi. Và do đó thì ngay bây giờ cơ hội hấp dẫn này thì chỉ có trong ngày thương hiệu vàng mà thôi quý vị nha. Nhanh chóng lên ạ, đặt hàng ngay bây giờ để có ngay trọn bộ 4 bộ wrap giường giấc mơ ngọt ngào của Hewon Style và tất nhiên giao hàng về tận cho tất cả quý vị, miễn phí giao hàng trên cả nước. Quý vị thân mến, hãy đầu tư trang hoàng ngay không gian phòng ngủ của gia đình mình, thay thế những bộ wrap chúng ta đã thấy là bị cũ kỹ nè, bị xù lông và màu sắc không còn đẹp nữa, cùng với lại những kiểu dáng wrap mới quý vị nha. Những sắc hoa, những màu sắc tươi tắn hơn mang về trong không gian phòng ngủ gia đình của mình sẽ giúp chúng ta cảm nhận là sự thoải mái, sự dễ chịu và vui tươi hơn mỗi khi mà chúng ta đặt lưng nằm xuống quý vị à. Và cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì mua sắm một lần, quý vị các bạn chúng ta đầu tư đến 4 bộ wrap giấc mơ ngọt ngào quý vị nha. Mình sẽ có là sắc cầu vồng nè, vườn mơ cũng như là mây hồng cho gia đình của mình. Mình có thể là dễ dàng đặt trong phòng ngủ của bố mẹ nè, của một đôi vợ chồng hay là của các con nhỏ trong gia đình chúng ta nữa. Chỉ 599.000 đồng mà thôi, đầu tư một lần quý vị và các bạn nha. Cơ hội rất là hấp dẫn trong chương trình ngày thương hiệu vàng cùng với thương hiệu Hewon Style. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Quý vị thân mến, còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian phim trường của VTV Hyundai Home Shopping và đặc biệt là hãy cùng đồng hành với chương trình ngày thương hiệu vàng của chúng tôi. Thương hiệu ngày hôm nay là thương hiệu Hewon Style quý vị nha. Như quý vị cũng thấy rằng mỗi khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi nè, khi mà chúng ta trở về nhà của mình thì đôi khi là mình sẽ bước ngay vào trong không gian phòng ngủ của nhà mình đúng không ạ? Và khi đó là phụ miếng à, mình có một chiếc giường thật là rộng rãi thoải mái nha. Ở bên trên có được một bộ wrap mà với chất liệu mềm mại nữa. Bên cạnh đó là họa tiết xinh xắn thì giúp cho mình là vừa nghỉ ngơi, vừa thư giãn và nhanh chóng lấy lại năng lượng. Và do đó thì đã có rất là nhiều gia đình phụ miếng có biết không, liên tục đặt hàng những bộ wrap giường để mà chăm sóc cho sức khỏe giấc ngủ của mỗi thành viên trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì thương hiệu Hewon Style đã quay trở lại trong chương trình ngày thương hiệu vàng với một cơ hội mua sắm rất là ưu đãi dành đến cho mỗi gia đình của VTV Hyundai Home Shopping. Chọn một bộ bao gồm là 4 bộ wrap giường với tên gọi giấc mơ ngọt ngào quý vị ơi. Tên gọi rất là dễ thương rất quý vị à, và mình nhìn thấy là màu sắc của những bộ wrap cũng rất là tươi tắn đáng yêu ở trong không gian phòng ngủ của gia đình mình quý vị nha. Mình sẽ có ngay đó là sắc màu hồng nè của bộ mây hồng về trong không gian phòng ngủ gia đình của chúng ta. Chất liệu cô tông nhung thì rất là mềm mại luôn đó Trinh ơi. Và mình còn có thêm là bộ vườn mơ và cả bộ cầu vồng nữa quý vị và các bạn nha. Chúng ta có đến là 4 bộ lận, trong đó là 3 bộ là như Phụ Yến đã kể rồi, còn thêm một bộ là màu sắc ngẫu nhiên quý vị ạ. Khi mà Tú Trinh lựa chọn những cái bộ wrap thì Tú Trinh quan tâm đến những cái yếu tố nào nè? Đầu tiên nó phải là về thương hiệu nha Phụ Yến ha. Thứ hai là phải về chất liệu
liệu của bộ wrap nữa. Và thứ ba chính là phải có màu sắc và họa tiết như thế nào, có phù hợp với lại nhu cầu của mình hay không. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quan sát với chúng tôi, đó chính là bộ wrap có tên gọi là cầu vồng nha quý vị. Rất là xinh xắn và dễ thương như thế này. Quý vị thấy rằng là có những cái họa tiết rất là nổi bật như vậy, đặc biệt là phù hợp những trẻ em nhỏ của nhà mình đó quý vị, những em bé của nhà mình đó Phụ Miến à. Khi mà thấy là bộ wrap cầu vồng như vậy nha, sẽ là cảm thấy cực kỳ yêu thích luôn. Bên cạnh đó thì khi mà quý vị chúng ta chạm vào ngay bề mặt của chất liệu vải ở đây là cô tông nhung cao cấp nha quý vị. Cô tông nhung là một chất liệu rất là tốt, rất là mát mịn. Chúng ta chỉ cần chạm tay vào là mình có thể cảm nhận được rõ ngay điều đó luôn. Bên cạnh đó thì là lại còn bền màu khi mà chúng ta giặt giũ nữa, không có chứa formaldehyde, đó chính là một hóa chất độc hại trong quá trình nhuộm vải quý vị nha. Cho nên với những bộ wrap của thương hiệu Hair One Style cùng với chất liệu cô tông nhung như vậy là cực kỳ an toàn đó quý vị. Và khi mà chúng ta chạm vào nè, cả đêm chúng ta ngủ là mình cảm thấy rất là êm ái và dễ chịu. Và đặc biệt đó chính là rất là an toàn cho cả những làn da nhạy cảm quý vị nha. Trọn bộ sản phẩm của chúng ta quý vị sẽ có luôn đồng bộ là cả wrap giường với họa tiết cầu vồng nè, chưa kể là còn có thêm hai vỏ gối nằm đồng bộ, một vỏ gối ôm đồng bộ luôn. Cho nên khi mà chúng ta trang trí ngay trong phòng ngủ của nhà mình đó thì mình cảm thấy rất là đẹp mắt đó Phụ Miến ơi. Mà bên cạnh bộ wrap cầu vồng này thì mình sẽ còn có đến ba sự lựa chọn khác nữa đó. Đúng rồi, có thể nói là khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ wrap sắc màu tươi tắn thì mình cũng thấy là cái tâm hồn mình nó trẻ trung hơn, nó năng động và nó vui vẻ hơn nữa quý vị à. Có thể nói là rất là nhiều người lớn nhìn bộ wrap này là sẽ thấy thích, mặc dù mình người lớn lớn rồi, nhưng mà quý vị thấy là nhìn bộ wrap trẻ con mà hồng tươi như thế này mình cũng thấy rất là vui trong lòng mình đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà Phụ Miến đứng vào ở giữa bộ wrap như thế này đây, ở xung quanh là một cái sắc hồng và phủ nha, rồi ở bên trên là có họa tiết mây nữa, mây hồng rất là dễ thương quý vị à. Và chất liệu là cô tông nhung, khi mà quý vị các bạn chúng ta chạm vào thì mình sẽ cảm nhận là cái chất liệu cô tông là nó thoáng mát nè, và có thêm là cái phần nhung nhẹ nữa, nó tạo một cái độ mềm mịn quý vị nha. Và những cái họa tiết in ở trên đây nè, quý vị sẽ thấy là màu sắc rất là sắc nét quý vị và các bạn à. Và khi quý vị các bạn chúng ta giặt đó thì mình cũng yên tâm mà mình giữ được cái màu sắc là low fine ở trên sản phẩm của mình quý vị nha. Và khi mà quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này đó thì ngoài bộ cầu vồng của Tú Trinh thì còn có thêm là bộ mây hồng dễ thương như vậy. Được. Và còn có một bộ mà cũng ý nghĩ là những cái ai mà thích những cái màu xanh mát mắt đó Tú Trinh thì cực kỳ yêu thích bộ này luôn. Chẳng hạn như là Tú Trinh nè rất là thích những là cái màu xanh rất là mát mắt và dễ chịu như là Phụng Yến nói đó. Và bây giờ thì quý vị sẽ thấy đây đó chính là một chiếc giường của nhà mình rất là quen thuộc trong không gian phòng ngủ của nhà mình đúng không ạ? Và ở phía bên trên mình đã bọc ngay một bộ wrap với tên gọi là vườn mơ như thế này, với màu sắc rất là đẹp mắt như vậy luôn. Và những họa tiết được in cực kỳ sắc nét ở ngay trên bề mặt của chất liệu vải cô tông nhung quý vị nha. Đồng bộ từ wrap giường nè, từ vỏ gối nằm đến cả là vỏ gối ôm nữa. Và Phụ Miến có biết không, một giấc ngủ đó nha đóng vai trò cực kỳ quan trọng luôn. Đêm nào mà chúng ta ngủ ngon thì sáng ngày hôm sau mình thức dậy mình sẽ tràn đầy năng lượng hơn và mình phấn chấn hơn rất là nhiều. Mà đêm nào chúng ta ngủ không ngon thì mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và uể oải quý vị nha. Do đó thì chăm sóc giấc ngủ cho mỗi thành viên trong gia đình của mình thì sẽ rất là quan trọng luôn đấy ạ. Đó chính là lý do mà chúng ta hãy quan trọng việc là lựa chọn nệm phải êm ái rồi, mà bên cạnh đó lựa chọn rác giường phải mát mịn nè, bên cạnh đó là còn phải dễ chịu khi mà chúng ta nằm lên, chúng ta chạm tay vào nữa. Trong suốt cả một đêm dài như vậy mình xoay chuyển tới luôn vẫn cảm thấy thật là dễ chịu nha quý vị. Và quý vị có thể là nhìn thấy là chiếc wrap mà Phụ Miến Tú Trinh đang ngồi và cái thần thân của nó bọc cái nệm rất là dày luôn đó Trinh nè. Ví dụ như gia đình của mình quý vị các bạn chúng ta sử dụng nệm đó là 10 nè, hay 15 hay là 20 phân đi, 20 cm đi, thì quý vị các bạn chúng ta cũng sẽ thấy là cái thành của wrap của chúng ta bọc xuống kín rất là gọn gàng quý vị nha. Và nó sẽ có phần dây thun nữa để có thể là cố định lại ở những phần đầu góc luôn quý vị và các bạn nha. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta lựa chọn bộ wrap đó Tú Trinh nè, mình phải thay thế ngay những cái wrap mà đã sần sùi, nó đã cũ ở nhà mình đó. Nhiều khi mình nằm ngủ á, trong giấc ngủ quý vị không có để ý nhưng mà sáng dậy mình cảm thấy là cái da của mình đôi khi là nó cọ sát nè, nó có thể bị hằn ngấn để là những cái điểm đỏ, bị rát khó chịu chẳng hạn, bởi vì wrap của chúng ta nó không có êm, nó không có mượt, rồi nhiều khi nó không có mát nữa, bị hầm bí nữa. Nhờ với dòng sản phẩm này quý vị thay đổi mới quý vị nha, mình có thể là mình bỏ đi những chiếc wrap đã cũ và kém chất lượng ở nhà mình, mình thay wrap mới để mình có một cái giấc ngủ ngon hơn, từ đó là cơ thể chúng ta sẽ khỏe khoắn hơn quý vị à. Chất liệu cô tông nhung cao cấp, sản phẩm là bền màu quý vị à, các bạn nha, mình có thể là yên tâm sử dụng ở trong một thời gian dài cùng với gia đình chúng ta luôn. Và cô tông nó hút ẩm tốt nữa, nó thông thoáng cho phần lưng của mình khi mà chúng ta lăn trở. Và yên tâm với dòng sản phẩm này, chất liệu an toàn, không có chứa formaldehyde. Đúng rồi, không có chứa formaldehyde là một hóa chất mà chúng ta thường thấy là trong quá trình nhuộm vải đó Phụ Miến à. Và Yến có biết rằng là hóa chất này rất là ảnh hưởng tới làn da của những người lớn tuổi nè, và nhất là trẻ nhỏ của chúng ta nữa. Cho nên là quý vị thấy rằng là đối với những người mà chúng ta có làn da nhạy cảm thì khi mà chúng ta lựa chọn những bộ wrap đó quý vị thì mình phải quan trọng là về chất liệu, đồng thời là có hóa chất độc hại hay không. Thì ngày hôm
nay đồng hành cùng với thương hiệu Hair One Style, quý vị sẽ không cần phải lo lắng về điều đó quý vị nha. Bởi vì trọn bộ và 4 bộ ráp giường trong bộ sưu tập giấc mơ ngọt ngào ngày hôm nay đều có chất liệu là cô tông nhung rất là mềm mại như thế này, hoàn toàn không có chứa formaldehyde, cho nên là chúng ta cứ an tâm khi mà mình sử dụng. Bên cạnh đó thì với những họa tiết xinh xắn như là mây hồng nè, với những đám mây rất là dễ thương như thế này đây, nổi bật ở trên nền màu hồng ngọt rất là nhẹ nhàng như vậy. Ngoài ra thì mình sẽ còn có thêm đó chính là họa tiết cầu vồng nữa. Đó quý vị thấy rằng là trên nền trắng của mình nha, có nhiều màu sắc rất là trẻ trung. Họa tiết búp bê xinh xắn như thế này em nhỏ của nhà mình sẽ thích lắm đây. Ngoài ra thì mình sẽ còn có thêm đó chính là một bộ sưu tập với tên gọi là vườn mơ, với màu xanh rất là mát mắt và ngọt ngào mà Trinh và Yến đang ngồi ở ngay bên trên quý vị nha. Chọn một bộ như vậy là mình có đến là 4 bộ ráp luôn đấy ạ. Cho nên là chúng ta có thể là tha hồ thoải mái lựa chọn cho nhiều căn phòng khác nhau. Ví dụ như Tú Trinh đi mua sắm ráp thì Phụng Yến rất là thích đi mua sắm ráp luôn. Nhìn cái màu sắc nó tươi tắn, nó dễ thương nè. Mà mỗi lần Phụng Yến mua một bộ ráp thì cái chi phí mà Phụng Yến chi trả Phụng Yến thấy cũng vài trăm ngàn đồng rồi. Đồng bộ với lại phần áo gối nè, cũng như là áo gối ôm nữa quý vị. Các bạn nha, có hai vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm cho mình. Quý vị mua một bộ như vậy cũng tốn kém chi phí kha khá đúng không? Nhưng mà nhà của chúng ta là quý vị thấy là có nhiều phòng ngủ, phòng của bố mẹ, phòng của các con chẳng hạn. Chúng ta muốn mua sắm một lần có thật là nhiều bộ luôn. Wow. Đó, ví dụ như 4 bộ như vậy quý vị nhẩm tính là mình mua sắm chi phí là bao nhiêu ạ? Đúng giá rồi. Chính hãng là 999.000 đồng lần đó Trinh cho 4 bộ này. Như vậy là 999.000 đồng mà cho cả 4 bộ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì quý vị chúng ta hãy quên ngay đi mức giá đó nha. Bởi vì hôm nay là chương trình ngày thương hiệu vàng cùng với thương hiệu Hair One Style, cho nên mức giá bây giờ chỉ còn là 599.000 đồng thôi. Cơ hội rất là ưu đãi. Vậy chị em mình đi mua sắm nè. Rồi, hai đứa đi mua sắm là có 4 bộ đem về đúng không? 3 bộ rất là dễ thương ở đây và thêm một bộ màu sắc ngẫu nhiên nữa. Nhưng mà hai đứa mà mình đầu tư chỉ có 599.000 đồng, tính ra là mỗi đứa đâu có bao nhiêu đúng không nào? Chi phí rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ có một số lượng cực kỳ ấn tượng quý vị và các bạn nha. Mà điều quan trọng là hàng chính hãng của thương hiệu Hair One Style chứ nè. Và bên cạnh đó thì Phụng Yến có nghĩ rằng khi mà chúng ta mua sắm bộ sản phẩm này về đó Phụng Yến à, thì mình có thể là chia sẻ làm quà tặng luôn nha cho những người thân trong gia đình của mình nữa. Và nếu như là nhà của chúng ta có nhiều thế hệ cùng sinh sống với nhau, mỗi người một căn phòng thì sao? Ở đây quý vị yên tâm, 599.000 đồng có ngay chọn một bộ là 4 bộ ráp giường nè, rồi 8 vỏ gối nằm, 4 vỏ gối ôm nữa. Tất cả của thương hiệu Hair One Style, cơ hội đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng thôi đó. Và quý vị hãy cùng nhanh tay đi mua sắm với Phụng Yến và Tú Trinh quý vị nha. Nói đi mua sắm là không có đúng, tại vì mình ngồi mua sắm mà mình đâu có cần phải đi đâu. Quý vị chỉ cần theo dõi qua màn ảnh nhỏ thôi quý vị à. Và chúng ta nắm ngay cái mức giá ưu đãi này quý vị nha, 599.000 đồng. Và quý vị không cần phải đi đâu cả, bởi vì chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi miễn phí với vận chuyển. Chỉ cần làm một việc nho nhỏ thôi Trinh ha. Nho nhỏ và cực kỳ đơn giản. Ngay bây giờ quý vị chỉ cần nhấc ngay máy điện thoại của nhà mình lên và tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Quý vị muốn đặt bao nhiêu bộ sản phẩm này, giao về địa điểm nào, làm quà tặng cho ai, đừng chần chừ quý vị nha. Và với số lượng sản phẩm cũng rất là có hạn, chỉ áp dụng trong chương trình ngày thương hiệu vàng mà thôi. Hãy liên lạc ngay bây giờ về tổng đài rất quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping, hoặc là quý vị chúng ta có thể truy cập vào website quen thuộc là vtvhyundai.vn. Và cách cuối cùng là mình có thể tải ngay ứng dụng mua sắm trên điện thoại cá nhân của mình quý vị nha. Thời gian không còn nhiều nữa đâu ạ. Ngồi tại nhà của mình, một cuộc gọi điện thoại ngay bây giờ nó cũng miễn là mức giá hấp dẫn 599.000 đồng mà thôi. Chọn bộ 4 bộ ráp giường nha quý vị, 8 vỏ gối nằm, 4 vỏ gối ôm của thương hiệu Hair One Style, chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng. Hãy nhanh chóng lên quý vị ơi. Ngọt ngào của thương hiệu Hair One Style, sử dụng chất liệu cô tông nhung cao cấp, mềm mại, hút ẩm tốt,
bên màu, hạn chế xù lông, không chứa phật magnetic, an toàn khi sử dụng. Và với Hair One Style ngày hôm nay, trọn bộ bao gồm là 4 bộ wrap của Tôm Nhung giấc mơ ngọt ngào. Quý vị sẽ có sự lựa chọn phong phú với 3 họa tiết khác nhau: vườn mơ, mây hồng và cả cầu vồng nổi bật nữa chứ. Ngoài ra sẽ còn có thêm một bộ wrap với họa tiết ngẫu nhiên chúng tôi giao về tận nhà cho quý vị luôn, phù hợp với mọi thiết kế không gian của gia đình mình. Và chúng ta yên tâm lựa chọn ngay combo 4 wrap của Tôm Nhung giấc mơ ngọt ngào có kiểu dáng tinh tế quý vị nha, màu sắc trang nhã và đường may chắc chắn nữa chứ, cho không gian phòng ngủ gia đình thêm ấm áp hơn. Và đặc biệt là chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng hôm nay mà thôi, với Hair One Style trọn bộ 4 bộ wrap của Tôm Nhung giấc mơ ngọt ngào, quý vị sẽ có ngay những sản phẩm như sau, bao gồm 4 bộ wrap giường kích thước là 1m6 hoặc là 1m8 x 2m, 8 vỏ gối nằm, 4 vỏ gối ôm luôn. Và thay vì giá chính hãng phải là 999.000 đồng thì ngay bây giờ giá mới cực ưu đãi 599.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Và sẽ có cho quý vị đó chính là thêm 3 khăn và có thêm một đôi dép đi trong nhà nữa quý vị nha. Giá hấp dẫn, số lượng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ. Hãy nắm bắt ngay cơ hội của chương trình ngày thương hiệu vàng cùng với thương hiệu Hair One Style, chúng ta lựa chọn số lượng sản phẩm rất là ấn tượng quý vị nha. Trang hoàng ngay không gian phòng ngủ của gia đình mình cùng với lại những bộ wrap tươi tắn nè, sử dụng an toàn, mềm mại và dịu nhẹ cho cơ thể của chúng ta nữa chứ. Quý vị các bạn thấy đó, khi mà chúng ta có một không gian phòng ngủ mà có thể là tươi tắn rạng rỡ như thế này thì mình bước vào mình cũng cảm thấy là tinh thần mình nó phấn chấn hơn rồi đó Trinh à. Đúng rồi Phụng Miến ơi, không chỉ là khi mà chúng ta bước vào mình cảm thấy là cũng phấn chấn hơn, mà khi mà chúng ta ngủ vào buổi tối đó thì mình cũng cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Bởi vì quý vị có biết rằng là chất liệu của những bộ wrap giường đóng một vai trò là cực kỳ quan trọng hay không ạ? Và ngày hôm nay với bộ wrap giường của thương hiệu Hair One Style có chất liệu chủ đạo là cotton nhung, và cotton nhung là một chất liệu cao cấp quý vị nha, không bị xù lông nè, mà bên cạnh đó lại còn bền màu khi mà chúng ta sử dụng nữa. Và nhất là khi mà chúng ta chạm vào nó cũng miếng à, cảm giác mát mịn và rất là dễ chịu luôn. Do đó thì khi mà chúng ta ngủ mỗi đêm mình xoay chuyển tới luôn cũng cảm thấy an tâm hơn quý vị ạ. À. Và cotton nhung lại còn hút ẩm tốt theo thời gian nữa chứ. Đặc biệt nha quý vị, không chứa formaldehyde cho nên rất là an toàn, dịu nhẹ cho cả làn da nhạy cảm luôn. Cái yếu tố dịu nhẹ này thì Phụng Yến thấy là rất là nhiều những chị em phụ nữ, những người mẹ chúng ta lưu tâm đó. Đúng bởi rồi. Vì chúng ta mua wrap không chỉ là người lớn mình nằm mà các bé nhỏ trong nhà của chúng ta nữa, làn da rất là non nớt Trinh nè. Nếu mà cái chất liệu nó không tốt á, các bé nằm ngủ lăn trở chạm cả vào da cảm giác rất là khó chịu đúng không nè. Nhưng mà với chất liệu ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta yên tâm nha, mềm mại mịn màng cho làn da kể cả da trẻ nhỏ trong gia đình của chúng ta luôn. Còn màu sắc thì lại rất là tươi tắn nữa chứ, chúng ta có sắc xanh rồi chúng ta có thêm sắc hồng. Bộ mây hồng này cũng ý nghĩ là ở trong nhà mình các bé nhỏ nằm lên rồi mẹ chụp những cái tấm hình đó Tú Trinh nè, cũng rất là dễ thương, giống như là mình có một cái phông nền để mình chụp ảnh vậy đó. Mình chụp ảnh cho các bé yêu ở trong gia đình của mình nè, các bé sơ sinh hay là các bé lớn hơn một chút xíu, chúng ta đều có thể là lăn trở ở trên những cái bộ wrap chất lượng này, màu sắc rất là tươi tắn quý vị nha. Còn có thêm là bộ cầu vồng năng động vô cùng. Bên cạnh là Yến thích mê bộ mây hồng đúng không, thì Trinh thì đặc biệt đó chứ thích bộ cầu vồng như thế này. Bởi vì quý vị có biết rằng là với những cái màu sắc cũng như là cầu vồng thì nó lúc nào cũng tạo cho mình là một cảm giác rất là tươi mới và tràn đầy năng lượng nữa. Và ở trên nền trắng đơn giản nhưng mà họa tiết màu sắc cầu vồng xen kẽ cùng với nhau, cùng với là những cái họa tiết xinh xắn như là hình ngôi sao nè quý vị, và cả là họa tiết của những nhân vật hoạt hình rất là xinh xắn như vậy nữa. Trinh nghĩ rằng là khi mà nhà mình có trẻ nhỏ đó nha, mình sẽ trang bị ngay là bộ wrap cầu vồng như thế này nè, trên những chiếc giường có kích thước là 1m6 x 2m hay là 1m8 x 2m sẽ rất là phù hợp luôn đấy ạ. Đồng bộ từ wrap giường nè đến cả hai vỏ gối nằm và thêm là cả một vỏ gối ôm nữa. Chất liệu cotton nhung quý vị ơi, một lần nữa khi chạm vào vẫn rất là mềm mại, cực kỳ mềm mại luôn. Và từ đó thì chúng ta ngủ mỗi đêm xoay chuyển ở nhiều vị trí khác nhau vẫn cảm thấy rất là thoải mái nha quý vị. Bên màu lại còn hút ẩm tốt nữa. Mình đã có bộ vườn mơ rồi, đã có cầu vồng rồi, đã có mây hồng rồi, thì mình sẽ còn có thêm một bộ wrap với họa tiết ngẫu nhiên cho tất cả quý vị nữa đó. Như vậy là chúng ta đầu tư một lần nhưng mà mình có đến là bộ 4 bộ wrap quý vị các bạn nha. 4 bộ wrap như vậy mình có thể là sử dụng luân phiên hoặc là mình sử dụng cho từng gian phòng ngủ khác nhau quý vị à. Và chúng ta có thể là lựa chọn cái kích cỡ của nó luôn, 1m6 hoặc là 1m8 tùy theo là cỡ nệm gia đình của quý vị nhé. Và ở đây quý vị thấy là màu sắc rất là tươi tắn đúng không ạ? Một miếng cho em bé nằm lên trên đây sẽ rất là thích luôn. Và quý vị là các chị em phụ nữ cũng có thể là chụp một cái tấm ảnh mình gọi là hay gọi là selfie đó ở trên cái nền này, rất là dễ thương quý vị à. Những cái màu sắc nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi là mình không có để ý ở trên nè, không có để ý, mình chỉ nghĩ là à wrap mình cũng có rồi thì mình xài như vậy là đủ rồi. Nhưng mà thật ra khi mình thay đổi một cái màu sắc mới nè, cũng giống như là mình sơn tường lại mới hay là mình mua những cái bông hoa mới trong nhà
mình vậy đó, thì mình sẽ thấy là cuộc sống nó tươi tắn hơn. Và những cái bộ ráp ngoài chuyện là phải chất lượng, an toàn, thì màu sắc cũng đóng vai trò rất là quan trọng quý vị nha. Và chất liệu khi mà quý vị các bạn chúng ta chạm vào nữa, mình cũng sẽ thấy mềm mại, dễ chịu vô cùng luôn quý vị ạ. Và khi mà chúng ta lựa chọn ráp thì sao, quý vị đừng quên là mình sẽ mua sắm một lần như vậy, nhưng mà mình sẽ lựa chọn làm sao cho có nhiều bộ nhất để chúng ta có thể là thay đổi mỗi ngày ở trong không gian phòng ngủ gia đình mình. Và Trinh hoàn toàn đồng ý với Phụ Miến luôn đó. Bao giờ cũng vậy, thì đối với mỗi chị em phụ nữ như là Tú Trinh và Phụ Miến, là khi nào chúng ta đi mua sắm cũng mong muốn là mình sẽ có được nhiều số lượng sản phẩm, nhưng mà số tiền chúng ta đầu tư là đừng nên quá nhiều, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay đồng hành cùng với Hair One Style chính xác là một sự lựa chọn như vậy quý vị nha. Nhưng mà là chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng mà thôi quý vị ơi. Đến trọn bộ là 4 bộ ráp giường, 8 vỏ gối nằm, 4 vỏ gối ôm trong bộ sưu tập giấc mơ ngọt ngào ở đây. Và quý vị đã có cố định là 3 bộ, bao gồm là cầu vồng nè, vườn mơ và cả mây hồng nữa. Ngoài ra mình sẽ còn có thêm một bộ ráp với họa tiết ngẫu nhiên, nhưng mà cũng đến từ thương hiệu Hair One Style, xinh xắn nha quý vị, giao về tận nhà cho tất cả quý vị luôn. 4 bộ như vậy Phụ Miến à, tha hồ mình thay đổi tùy theo nhu cầu của mình, tùy theo tâm trạng của mình. Và như Phụ Miến nói đó, mỗi lần chúng ta thay một bộ ráp là tâm trạng hoàn toàn thay đổi luôn. À, như vậy là chúng ta sẽ cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái và dễ chịu khi chúng ta có thể là trang hoàng cho không gian phòng ngủ gia đình quý vị nha. Và cảm nhận được là rất là thích thú luôn trên này khi mà mình mua sắm, đầu tư một cái chi phí rất là hấp dẫn mà mình mang về số lượng sản phẩm cực kỳ ấn tượng luôn. À, ở đây quý vị thấy là cầm 4 bộ mà không phải là Trinh mua 2 bộ, Yến mua 2 bộ với 599 ngàn đồng đâu. Đó là giá chính hãng, thay vì mình mua là 999 ngàn đồng, mình mới có là 4 bộ như đúng thế này. Rồi. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị chỉ đầu tư là 599 ngàn đồng mà thôi quý vị nha. Cho nên là hai chị em cũng có thể là chia ra đúng không nào? Đầu tư là một bộ với 599 ngàn đồng mà có đến là 4 ráp luôn. Mỗi đứa lấy 2 cái ha. Đúng rồi. Bây giờ thì Trinh Miến sẽ cùng đổi với nhau đi nào. Đổi ở đây là lấy màu hồng, đây là chỉ có là bộ ráp với lại họa tiết ngẫu nhiên xinh xắn lắm nha. Còn một bộ cầu vồng rất là nổi bật nữa. Bên kia thì có vườn mơ với mây hồng, mình có thể thay đổi với nhau đó quý vị. Và bộ nào thì cũng sẽ mang lại một không gian hoàn toàn mới cho phòng ngủ của nhà mình. Và quý vị sẽ còn yên tâm hơn khi mình có đến là hai kích thước cho mình dễ dàng lựa chọn luôn nha. 1m6 x 2m hoặc là 1m8 x 2m, tùy theo mình yêu cầu mà thôi. À, và khi mà mình yêu cầu thì quý vị nhớ gọi đến cho tổng đài của chúng tôi để nói cỡ nệm của quý vị là cỡ nào để chúng ta có thể là giao đúng cái kích thước đó cho nhà mình quý vị và các bạn nha. Và sẽ có là 3 màu sắc cố định nè, mây hồng, vườn mơ và cầu vồng, và thêm một màu sắc ngẫu nhiên nữa. Quý vị có thể là thoải mái thay mới ngay trong không gian phòng ngủ ngay bây giờ quý vị ạ. Và chỉ cần một cuộc gọi thôi, không phải đi mua sắm xa xôi đâu, cũng không phải trở về, chúng ta sẽ giao hàng đến tận nơi và hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nhé. Hãy gọi cho chúng tôi ngay nào, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Thưa quý vị, như vậy là chương trình ngày thương hiệu vàng của chúng ta cũng đang sắp trôi dần qua rồi. Quý vị còn chần chừ gì nữa ạ? Một cơ hội mua sắm phải nói là cực kỳ ưu đãi khi đồng hành cùng với thương hiệu quen thuộc Hair One Style, cùng với ngày thương hiệu vàng của VTV Hyundai Home Shopping, 599.000 đồng chứ thay vì trước đây giá chính hãng phải là 999.000 đồng quý vị nha. Không phải một bộ, không phải hai bộ, không phải ba bộ, mà là 4 bộ ráp giường của chúng ta đến từ thương hiệu Hair One Style, có tên gọi là giấc mơ ngọt ngào. Và vì vậy là với 4 bộ ráp là mình sẽ có 4 ráp giường nè quý vị. Mình sẽ có 8 vỏ gối nằm nha, có thêm là 4 vỏ gối ôm nữa. Chất liệu cô tông nhung, bền màu, hút ẩm tốt và không có chứa phọt maldehyde luôn. Chạm vào rất là mềm mại, phù hợp cho mọi đối tượng, mọi thành viên trong gia đình của mình, từ những người lớn tuổi, trẻ nhỏ và cả những chị em phụ nữ mang thai quý vị nha. Sở hữu ngay bây giờ, giao hàng về tận đó cho quý vị luôn và miễn phí giao hàng trên cả nước. Hãy lựa chọn ngay combo 4 bộ ráp cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào của thương hiệu Hair One Style. Sản phẩm sử dụng chất liệu cô tông nhung cao cấp, mềm mại, hút ẩm tốt, bên màu hạn chế xù lông, không có chứa formaldehyde, rất an toàn khi sử dụng. Và bên cạnh đó thì với bộ sưu tập giấc mơ ngọt ngào của thương hiệu Hair One Style, quý vị sẽ có chọn bộ 4 bộ ráp cô tông nhung bao gồm bộ vườn mơ, mây hồng, cầu vồng. Bên cạnh đó có thêm một bộ ráp với họa tiết ngẫu nhiên nữa nha, phù hợp với mọi thiết kế không gian của gia đình mình. Và với sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị sẽ yên tâm về kiểu dáng quý vị nha. Kiểu dáng tinh tế nè, màu sắc trang nhã, đường may chắc chắn nữa, chất liệu vải cao cấp dày dặn cho không gian phòng ngủ của gia đình mình thêm ấm áp hơn. Hair One Style cùng với trọn bộ 4 bộ ráp cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng hôm nay. Trọn bộ không mền, bao gồm 4 bộ ráp giường kích thước 1m6 hoặc là 1m8 cho quý vị lựa chọn, 8 vỏ gối nằm kích thước 50 x 70 cm, 4 vỏ gối ôm kích thước 35 x 100 cm nữa. Giá chính hãng 999.000 đồng, giá mới cực ưu đãi 599.000 đồng mà thôi. Ngoài ra tặng thêm cho quý vị một bộ ba khăn và một đôi dép đi trong nhà tiện lợi nữa chứ. Giá hấp dẫn, số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay.
Quý vị thân mến, thời gian của chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng cùng với thương hiệu Heaven Star ngày hôm nay đang dần trôi qua rồi ạ. Hãy ngồi ngay tại nhà và mua sắm cùng với chúng tôi quý vị các bạn nha. Không phải mua một bộ đâu mà chúng ta mua đến 4 bộ luôn. Mua 4 bộ số lượng nhiều như vậy nhưng mức giá lại cực kỳ hấp dẫn quý vị ạ. Mình phải thật là nhanh tay lên để có thể là mua sắm hấp dẫn trong Ngày Thương Hiệu Vàng. Đúng rồi thưa quý vị, và cơ hội này thì chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng mà thôi. Và mức giá hấp dẫn đây là như thế nào đây ạ? Thay vì 4 bộ trước đây cùng với thương hiệu Heaven Star, giá chính hãng phải là 999.000 đồng quý vị mới có được 4 rác cọc giường, 8 vỏ gối nằm, 4 vỏ gối ôm. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Ngày Thương Hiệu Vàng giá mới là cực kỳ ưu đãi luôn, 599.000 đồng mà đến chọn một bộ sưu tập là cả 4 bộ rác chất liệu cô tông nhung cao cấp với tên gọi là giấc mơ ngọt ngào của thương hiệu Heaven Star. Và quý vị thấy đó, với số tiền đầu tư không quá nhiều như vậy nhưng mà chúng ta có số lượng sản phẩm rất là ấn tượng luôn, cho nên đây là một cơ hội mua sắm vừa tiết kiệm mà không nên bỏ qua cho cả nhà của mình đó. Hãy cùng nhìn lại những sắc màu chúng ta sẽ có khi mà lựa chọn bộ sản phẩm này quý vị các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay đó chính là sắc màu xanh tươi mát vô cùng với những cái sắc hoa đậm màu ở bên trên đó, cũng như là những cái hình in như vậy cũng Yến thấy rất là sắc nét luôn Trinh nè. Bộ này có tên gọi là Vườn Mơ. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì có một bộ mà Yến rất là yêu thích luôn đúng không nè. Đó chính là với một bộ mà có cái màu hồng ngọt ngào, những đám mây nho nhỏ phía bên trên, đó chính là bộ mây hồng như thế này đây. Ngoài ra thì mình sẽ còn có thêm một bộ nữa đó. Bộ thứ ba thì mình có đó thì là một cái màu sắc tươi tắn về trong không gian phòng ngủ gia đình của mình, có nhiều màu phối hợp luôn, như là những cái sắc cầu vồng vậy đó Tứ Trinh nè. Đó, cầu vồng tỏa ra những cái màu sắc tươi mới đầy phấn chấn ở trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Rồi mình có là ba màu rồi, còn có thêm một màu nữa trong bộ bốn rác của chúng ta đó, thì quý vị có cái màu sắc cuối cùng thì là màu sắc ngẫu nhiên chúng tôi sẽ giao đến. Đúng rồi thưa quý vị, và quý vị hãy nên lưu ý rằng là chọn bộ với bốn bộ rác ngày hôm nay giấc mơ ngọt ngào của Heaven Star mức giá chỉ là 599.000 đồng mà thôi. Nên quý vị ơi, chúng ta đừng chần chừ nữa nha, thời gian của nhà mình cũng không có còn nhiều nữa đâu, chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng thôi đó. Còn bây giờ thì thời lượng cũng đã gần khép lại rồi, phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ luôn có được giấc ngủ thật là trọn vẹn và êm ái mỗi ngày nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Lựa chọn ngay combo 4 wrap cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào có kiểu dáng tinh tế quý vị nha, màu sắc trang nhã và đường may chắc chắn nữa chứ, cho không gian phòng ngủ gia đình thêm ấm áp hơn. Và đặc biệt là chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng hôm nay mà thôi, với Heaven Star chọn bộ 4 bộ wrap cô tông nhung giấc mơ ngọt ngào, quý vị sẽ có ngay những sản phẩm như sau, bao gồm 4 bộ wrap giường kích thước là 1m6 hoặc là 1m8 x 2m, 8 vỏ gối nằm, 4 vỏ gối ôm luôn. Và thay vì giá chính hãng phải là 999.000 đồng thì ngay bây giờ giá mới cực ưu đãi 599.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Và sẽ có cho quý vị đó chính là thêm 3 khăn và có thêm một đôi dép đi trong nhà nữa quý vị nha. Giá hấp dẫn số lượng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ.